Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì đây mình sẽ tiếp tục series con Doraemon The Story of Season nhé. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Mình cắt like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi. Ok, thì hiện tại là mình đã đổi căn phòng của thằng Nobita sang giữ dụng cụ hàng ngày trong căn phòng của nó rồi. Bình thường thì mọi thứ nó sẽ ở thế giới này, nhưng mà ở trong cái chỗ mà ông kia ông bán đồ, nó có một cái khu mấy cái này là miễn phí luôn, khu kiểu như là nhận đồ miễn phí vậy. Thì tới đó nói ổng nhận mua của ổng là ổng sẽ bán cho mình à. Cái ông mà cho thằng Che đỡ ông làm thợ mộc á, ông đó ông có nhiều đồ lắm. Mấy bạn có thể dùng san hô, mấy bạn chế ra mấy cái loại bàn ghế cao cấp nữa cơ. Nhưng mà mình đến thì mình lại không có nhiều tiền, cho nên là làm hẳn nguyên cái bộ đó luôn, làm hẳn nguyên cái bộ đó, tại bộ đó là phi mà không có tốn đồng xu đâu hết á. Việc đầu tiên của ngày hôm nay là đi tập trước đó, là do là mình không có ấy được chuồng ngựa, mình chưa có làm chuồng ngựa cho nên là mới chưa có con ngựa nó xuất hiện. Mặc dù là cái giải mà đua ngựa nó đã qua rồi, nhưng mà tôi kệ, mình vẫn sẽ làm cái giải đó. Đúng không? Mình vẫn sẽ làm chuồng ngựa để mình lấy con ngựa, thì lấy con ngựa giúp mình đi mọi nơi nó sẽ nhanh hơn. Mấy cái món đồ kia thì mình giữ lại, tại vì mình không biết là cái nhiệm vụ mà thằng Hamon nó tặng cho con bé kia thì nó cần cái gì, nên là mình mang hết luôn ra nói chuyện với Hamon nè. Chứ là bây giờ chắc ông kia ông chưa có làm việc sớm đâu, cho nên là gặp Hamon để coi Hamon ở đâu nữa thôi. Hamon rồi, Hamon ở ngoài ở tận bãi biển luôn. Còn nhiệm vụ mà giải cứu con chó là bắt buộc là mấy bạn phải hình như là nuôi gà, nuôi bò với lại nuôi cừu thì sao, nói chung là đầy đủ hết. Thì ông thị trưởng ông mới tặng cho, tại cái găng tay đó bây giờ là thuộc quyền sở hữu của ông thị trưởng. Ông thị trưởng này ông sở hữu rất là nhiều món bảo bối của Doraemon lắm, nhưng mà mình phải kiểu như là mình phải làm cái gì đó chứng tỏ cho ông thấy là mình đáng tin cậy, thì ông mới đưa tặng mấy bảo bối đó lại cho mình. Hamon đâu, còn ở đây không? Đùa, Hamon lại di chuyển đi rồi. Biết là nói chuyện với Hamon là có được hay không, hay là bắt buộc là phải đợi tới cái thời gian của sự kiện đó luôn. Hamon ơi, Hamon. Ủa, rõ ràng là nó ở đây mà. Nó lại về lại bên kia rồi. Mình đi nhặt có tí đồ thôi mà nó sẽ về lại bên kia. Mình thì
mấy cái san hô là mấy cái vỏ sò này nè, mấy bạn có thể giữ lại để mấy bạn làm bàn ghế cũng được nữa. Bàn ghế mà kiểu ấy nó sẽ đẹp lắm. Không được rồi. Vậy là cái sự kiện của con bé đó là phải đợi tới cái thời gian cơ. Kiểu như là phải giữ lại mấy cái đồ biển này nè. Không biết con nhỏ nó thích cái gì. Chả biết con nhỏ nó thích cái gì cả. Nhưng mà cứ giữ lại rồi đợi tới cái lúc đó rồi tặng. Thì cái việc đó là mình sẽ làm sau nhé. Tại hiện tại mình cũng chưa biết được cái thời gian mà tặng con bé đó. Ok, quay lại chủ đề hôm nay là xây chuồng ngựa. Thấy là lên hai team nó rất là dễ, nhưng mà lên những cái team sau này thì rất là khó. Kiểu như ba bốn team đồ mấy cái đó nó khó lắm. Những cái ông mà bán hàng thì còn dễ, chứ những cái đứa mà như Doraemon đồ nó đâu có bán hàng đâu, cho nên là tăng cái độ thân thiết với lại tụi nó lên rất là lâu. Ủa gì đây, lại có thêm sự kiện nữa. Ok, mỗi cái đợt này nó sẽ mở ra một cái sự kiện gì đó để cho mình có thể mình làm được. Ồ, như là đấu võ hay sao. Ồ, đúng rồi, nó thi nhau, nó bắt con bọ mạnh nhất để cho tụi này đấu nhau. Và hàng CEO nó chọc quê mình là chỉ có khả năng là bắt được những con ốc sên thôi, chứ làm sao mà bắt được những con bọ mạnh được. Nó chọc quê mình chứ. Nó tụi kia nó kêu là cỡ mình lười biếng vậy làm sao mà bắt được con gì. Vì mới đây mà thằng Cooper nó đã bắt được tất cả 10 con rồi. Mình thấy là mình cũng bắt được nhiều bọ trong túi lắm mà. Tại sao nó lại ấy. Rồi Cheyan thì nó lại bắt được tới cả 7 con. CEO thì nó chỉ bắt được 5 con thôi. Là một cái buổi đi chơi lại tụi này thôi à. Vậy là chỉ là một cái sự kiện mà đi chơi. Ý có con bò rùa kìa. Chết rồi, đáng lẽ là phải ấp an, nhưng mà mình bấm nút control cho nên là nó chạy dù vô cái. Ở đây mấy bạn thấy trống cây đó là do mình chặt hết rồi. Tại mình cần gỗ là cái thai để chặt cho nó thoáng. Có mấy cái cây này mình chả biết là tại sao lại không chặt được, nó cũng chả ra quả nữa. Hay là mình cần cái cây rìu to hơn. Tại chắc có thể gỗ đó là gỗ Hàn Quốc thì mình cần những cái cây rìu cấp cao hơn, mình mới có thể thu hoạch được. Mười giờ sáng đến chiều mà hôm nay là thứ bảy không có rồi, vậy là ngày hôm nay là không có thể xây được.
nếu mà ngày hôm nay không lấy được thì về ra. À, mình phải bỏ hết đống bọ vô đây. Cái này được. Sau đó là mình sẽ lấy hết dụng cụ ra. Cái này thì mình cũng ít xài nhưng mà thôi kệ, nếu mà lỡ nâng thì nâng luôn cho đỡ bộ vậy. Mình đem hết đống này đi nâng cấp. Mai chủ nhật thôi, hình như là chủ nhật là kia nó mới làm việc thôi. Gọi cha con về này lại cãi nhau. Thằng kia giận bỏ đi. Vô mình hỏi là có chuyện gì xảy ra mình. Mình hỏi là tại sao lại không có ngăn cản thằng kia chạy ra khỏi nhà. Thì ông này hỏi là tại sao là tôi phải làm như vậy. Kiểu là hai vợ con về này rồi thằng kia thì nó lại yếu quá. Kiểu là nó yếu, nó không đạt được yêu cầu của ổng, cho nên ổng bực ổng chửi đó. Mình lựa chọn là mình sẽ tìm thằng này để nói chuyện. Nếu vậy mình nghĩ là nó sẽ tăng cái độ thân thiết của hai cha con lên, kiểu như là giảng hòa hai cha con. Ờ, thằng này nó chỉ là cố tình là nó trốn ông già thôi, để cho ông già ông biết là nếu mà gây gổi nó thì nó sẽ bỏ nhà ra đi, kiểu là hối hận vậy. Là hai cha con cũng thương nhau. Hai cha con thương nhau nhưng mà không ai dám nói. Khó chịu nha. Lúc mà đi xa thì nói là rất là thương nhau, nhưng mà lúc mà lại gần thì nó lại sáp vô nó chửi nhau như thế đó. Ờ, nay không làm việc rồi. Nay chủ thứ bảy là cuối tuần mà. Có sáng tôi đây mà. Thì mình sẽ ngủ tới 2 giờ chiều. Một khi nâng là phải nâng full bộ. Cái quan trọng là nâng đầu tiên. Cái này ông nói là ông vẫn còn sẽ làm cho mình những cái món đồ nó sẽ ngon hơn nữa. Những cái món đồ này thì là giúp cho cái khả năng mà thu hoạch của mình mạnh lên. Nghe có vẻ lạ. Giờ ông này ông kêu Harmon chỉ dẫn cho mình đi. Cách dùng cái năng lực của những cái món dụng cụ trong cái thế giới này.
それじゃあ。Nó đưa cho mình cái cuốn. Nhưng mà cái này là nó chỉ là hướng dẫn thôi, cho nên là mình sẽ không lấy được cái cuốn đất đó đâu. Bắt buộc là mình phải tự nâng cái cuốn đất đó. Đầu tiên là phải đứng cho nó hình. Ồ, hóa ra cái chức năng gồng. Bảo sao? Đúng rồi, nếu như mà chức năng này nó đi kèm với lại là gì, nó sẽ tiêu hao năng lượng của mình khá là nhiều. Tiêu hao năng lượng của mình khá là nhiều, nhưng mà nếu mà mình nâng như là nâng mạnh lên nữa thì cái nút gồng của nó đập nó sẽ văng ra nhiều ô hơn và nó sẽ đỡ tốn lực hơn rồi. Iron là mình cũng múc đủ luôn rồi nè. Mà mình chưa muốn nâng cái iron rồi. Tại nếu mà nâng á, nâng hẳn hết một bộ luôn, chết rồi, không đủ rồi. Vậy là mình cần có phải như này 4 là 120. 120 là nghĩa là mình cần tới 120 nữa cơ thì mình mới thu hoạch hết được cái đống đó. Vậy là mình mới nâng cấp hết được đống đồ của mình. 120 là 120 đá nữa. Tập hôm nay đáng lẽ là phải xây chuồng ngựa, nhưng mà tự nhiên đâu nó đổi thành cái này. Bỏ những cái này vô. Cái này thì lại không nâng cấp được, cái này nó chỉ có một cái thôi. Hello. Mình ưu tiên nâng cái này trước là bởi vì thôi đào khoáng cho nó dễ. Đào khoáng là nó cũng ra đá rồi, cho nên là mình chỉ cần là mình phải nâng sớm cái búa làm gì. Chứ đáng lẽ là lúc nãy là mình phải nâng cái cây rìu. Mình phải nâng cây rìu lên, tại cây rìu đó cần thiết. Đá thì mình kiếm rất là dễ nha, nhưng mà gỗ thì kiếm rất là khó. Đầu test thử khi nâng gồng. Cái này nó không gồng, nó đập ra nhiều ô, nhưng mà nó có thể là nó gồng, nó đập, nó vỡ được những cái ô đá này nó nhanh hơn. Còn bình thường là mình phải bổ tới 2 lần lận. Hiểu rồi. Tới 120 đồng chứ thiệt sự là 120 đồng cũng rất là lâu nha. Không phải một sớm một chiều là có được đâu.
cái điều đầu tiên của mình chắc là mình sẽ ưu tiên đặt những cái dễ trước. Sau đó nếu như mà những nếu mà không ra đường xuống dưới thì mới đập những cái khó. Muốn nâng lên được cái cuốn sắt mình nghĩ là phải cày rất là nhiều. Thật sự tại nó cần tới 40 đồng cho một cái, với lại 30 cuốn sắt, mà cuốn sắt đâu phải dễ ra. Đúng rồi, chỗ này mình không ngủ được. Mình có cách là mình hồi năng lượng bằng cách ra ngoài ngủ, ngủ cỡ chừng 3 tiếng. Nếu như mà ngủ 3 tiếng thì mình nâng lên được có 30 năng lượng. Thế thì mình được cục vàng kìa. Lần đầu tiên mình mới được cái cục vàng đó. Vậy là bắt buộc là mình phải ngủ rất là nhiều cơ. Ngủ nếu như mà nghĩa là cái thể lực mình về một á thì mình còn phải ngủ tới 9 tiếng rồi. 9 tiếng thì đó là mới hồi đầy được cái sức của mình. Hồi xuống tới tầng 6 là rất là ít. Rất là ít những cái ô mà dễ đập. Lần đầu tiên mà mình hên tới độ mà mình xuống tới tầng này. Đập nãy giờ chỉ được có 5 ô ấy à. Năm cái viên sắt á, sắt nó ra rất là khó luôn. Iron đồng thì mình được 10 viên, vàng mình được 2 viên và bạc mình được 4 viên, là do là mình đi xuống sâu quá. Cho nên là mình hay gì, nếu như mà mình ở trên á, mình có thể khai thác được nhiều đồng hơn. Nhưng mà do là mình xuống dưới sâu quá cho nên là mình khai thác những cái kia nó nhiều hơn. Giờ mấy cái này sẽ bán còn gỗ chứ. Ok, chắc là video này mình cũng ngưng tại đây nhé. Đáng lẽ tập này xây chuồng ngựa nhưng mà chả biết sao nó lại đổi thành nâng cấp dụng cụ. Chắc là tập sau mình sẽ xây lại chuồng ngựa vậy. Thì video này cũng tạm ngừng tại đây. Nếu mà bạn nói hay nhớ để lại một like và share nhé. Bởi nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Like nhiều để ủng hộ mình, có động lực mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa nhé. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.